Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, điều kiện kinh doanh có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, với tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh như hiện nay, điều quan trọng nhất và nên làm nhất của cơ quan chức năng là lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để có được những cắt giảm hiệu quả và những điều kiện kinh doanh còn lại cũng có chất lượng tốt. Theo kế hoạch thì đến 31 tháng 10 tới đây, nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ chính thức được ban hành. Do vậy, việc lấy ý kiến doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về các phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh là điều cần thiết. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này tiếp tục với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh cần lắng nghe doanh nghiệp. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nếu như ở các phần trước chúng tôi đã đề cập đến nỗi khổ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải, kinh doanh xuất khẩu gạo, doanh nghiệp in hay lương thực thực phẩm gặp phải những khó khăn về điều kiện kinh doanh vô lý, thì trong chương trình hôm nay tiếp tục bàn đến câu chuyện về những điều kiện kinh doanh vô lý làm khó doanh nghiệp. Chúng tôi mời quý vị tìm hiểu câu chuyện của những doanh nghiệp kinh doanh trong một lĩnh vực rất đặc thù, đó là lĩnh vực giáo dục. Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thực sự là mong mỏi hàng ngày, hàng giờ của các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, các doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đã phải kêu lên rằng đề nghị Bộ Giáo dục xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Mục tiêu của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh như đề cập là để tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cắt giảm điều kiện kinh doanh mà không cắt giảm thủ tục hành chính song hành thì hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ không cao. Thậm chí, đôi lúc vì thủ tục quy định trong luật và văn bản dưới luật dẫn tới ý định tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư không còn hiệu quả. Cụ thể, điều kiện thủ tục đầu tư kinh doanh theo Nghị định 46 năm 2017 quy định. Điều 90, thủ tục để trường đại học hoạt động đào tạo. 1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cho phép trường đại học hoạt động đào tạo. 2. Hồ sơ gồm tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo, báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo đề án thành lập trường, chương trình đào tạo, thuyết minh các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, trong đó bao gồm danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung của toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc, thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp phản biện rằng nên bỏ một phần trong mục D là có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về danh sách giáo viên và thống kê cơ sở vật chất. Quy định này tạo thêm thủ tục hành chính vì Ủy ban Nhân dân cần một thủ tục ủy quyền cho Sở Giáo dục Đào tạo. Để Ủy ban Nhân dân ủy quyền thì trường phải có văn bản đề nghị. Trong khi vụ chức năng của Bộ Giáo dục vẫn thẩm tra hai hạng mục này. Như vậy là thủ tục trùng thủ tục. Đề xuất việc thẩm tra nên là một đầu mối. Hay như những điều kiện thủ tục đầu tư kinh doanh được quy định trong Nghị định 73 năm 2012 như sau. Ở điều 24, tiếp nhận học sinh Việt Nam. 1. Cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại khoản 3 điều 21 của Nghị định này được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và trung học cơ sở không quá 10% tổng số học sinh của trường. Ở trường trung học phổ thông không quá 20% tổng số học sinh của trường. Doanh nghiệp phản biện rằng nên bỏ điều kiện hạn chế mức phần trăm tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học tại cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài. Hay tại điều 37 về hồ sơ đề nghị cho phép thành lập. 1. Đối với cơ sở giáo dục theo quy định về thủ tục tại khoản 1 điều 26 của nghị định này, hồ sơ gồm văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục, bản sao có chứng thực, giấy chứng nhận đầu tư, đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác nhận rõ tên gọi của cơ sở giáo dục, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, phạm vi hoạt động giáo dục, văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp, dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó phải làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ, nhà giáo phù hợp với các quy định tại điều 29, 30, 31 của nghị định này. Với những quy định này, doanh nghiệp khẳng định
cần phải cắt giảm điều kiện về phải có đầy đủ hồ sơ của giáo viên khi xin cấp phép thành lập. Tại giai đoạn cấp phép thành lập, nhà đầu tư chưa hoạt động thì không thể có đủ danh sách giáo viên với giấy phép lao động, hợp đồng lao động đã ký. Lúc này, nhà đầu tư chưa đi vào hoạt động nên không thể ký hợp đồng lao động hay xin cấp giấy phép vì chưa biết khi nào được cấp giấy phép hoạt động. Với việc cấp phép thì theo hiện tại đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì được thực hiện theo quy định của Nghị định 73 hiện hành. Và Nghị định 73 hiện hành thì đã được ban hành từ tháng 12 năm 2012, đến nay nó đã được hơn 5 năm. Và với cái tốc độ phát triển của thị trường thì nó đã còn một số các điều kiện nó không còn phù hợp nữa. Và những cái điều kiện không còn phù hợp đấy nó chính là cái rào cản cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và chúng tôi, nhóm diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi cũng đã đề xuất và kiến nghị lên Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất để sửa đổi, điều chỉnh cái Nghị định 73. Nhà nước và xã hội nhìn các nhà đầu tư vào giáo dục dưới góc độ nào? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng là nên nghiêm túc để suy nghĩ. Bây giờ tôi muốn góp vào ông Khang 20 tỷ. Thế thì người ta vốn là một cái doanh nghiệp nào đó người ta bỏ tiền vào. Thế họ không, bây giờ thì nhà nước nhìn 20 tỷ của họ dưới góc độ là họ đi làm công ích hay là đi làm từ thiện hay đi làm cái gì hay là đầu tư thì phải nói đầu tư kinh doanh để có lợi. Rồi cũng lại có một số mô tả khác có vẻ chi tiết nhưng mập mờ và có khả năng không phù hợp với bối cảnh phát triển. Ví dụ, đối với giáo dục phổ thông, Điều 27, Nghị định 46, khoản 2, điểm B, về phòng học bộ môn. Phòng học bộ môn thực hiện theo quy định về quy chuẩn phòng học bộ môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đề nghị giản lược hoặc làm rõ hơn điều này cho phù hợp với xu hướng phát triển. Ví dụ, trong thời đại ngày nay, một phòng tập trung có thể là không cần thiết, không phù hợp nữa. Các trường phổ thông có thể sử dụng hệ thống laptop được di chuyển linh hoạt giữa các phòng học. Các học sinh được tự mang laptop, thiết bị cá nhân của mình. Tại Điều 22, Nghị định 46 yêu cầu phải có tủ hồ sơ trong lớp học. Điều này là không cần thiết với phương thức quản trị chuyên môn hóa của các trường tư thục. Thêm vào đó, hồ sơ hoàn toàn có thể được lưu trữ, số hóa và chỉ in ra khi cần thiết, thay vì việc phải làm hồ sơ bản cứng theo một cuốn sổ sách mẫu rất bất tiện trong việc quản lý, vận hành. Cái nghị mới ra đó là thành lập trường mẫu giáo tin lên. Nếu biết cái này, tôi đặt tôi vào nhà đi kinh doanh dịch vụ mẫu giáo, tôi không hiểu tôi phải đáp ứng thế nào. Thứ nhất, đầu tiên là phải có đề án thành lập trường phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cái huyện đó, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền quy hoạch. Và tôi không hiểu là có bao nhiêu cái loại quy hoạch tại hiện nay có. Tôi khẳng định là huyện nào cũng có, không trừ trong. Đề án thành lập thì còn phải nêu rất rõ vân vân. Điều kiện thì có phải có tối thiểu 12 mét vuông khu vực chung đại khái, mà có rất nhiều cái thứ mà ở đây riêng cái điều kiện về nó phải ánh sáng đủ 12 cái nhóm điều kiện. Thì tôi đặt ra đây tôi không có hàm ý gì mà đây là vô tình tôi gặp thấy, thì đây là một trong những cái ví dụ mà tôi thấy nó có nhiều cái điểm mà nó liên quan, chứ không phải là tôi chú ý chủ đích đặt ra để chỉ chia ra trong cái kè. Thì tôi thấy là vẫn còn nhiều quy định rất là cứng nhắc và không cần thiết. Ví dụ như là cái cơ sở mầm non hoặc cái nhóm trẻ độc lập thì cũng phải yêu cầu là phải có đồ dùng cá nhân cho trẻ. Thì có phải là trường bắt buộc hoặc là nhóm già trẻ cũng bắt buộc phải làm cái đó không? Hay là phụ huynh gia đình họ lo cho họ các em bạn rồi phải có quạt. Thì có những nơi mà vùng sâu vùng xa người ta tổ chức một cách đơn giản, tiết kiệm chi phí, không nhất thiết phải dùng quạt, mà đời ví dụ trong những vùng núi vùng sâu vùng xa họ không có điện hoặc là họ không có nhu cầu, người ta trẻ em mới chịu được lắm, không cần quạt thì người ta có phải bắt buộc phải có quạt hay không? Rất nhiều điều nó rất là cứng nhắc, không cần thiết như vậy. Chưa kể còn có những thủ tục hành chính nhiêu khê cũng khiến doanh nghiệp bức xúc. Các thủ tục thì chúng tôi nghĩ càng ngày nó càng nhiều. Nếu cách đây hơn 10 năm thì từ thời điểm nhận cái giấy phép đồng ý mặt chủ trương thành lập đại học FPT cho đến khi khai giảng khóa đầu tiên chúng tôi chỉ mất khoảng độ 9 tháng. Thì bây giờ cái thủ tục để thành lập nó phân liệu thôi. Ít nhất chúng tôi phải mất 3 năm. Mọi
cơ sở và trường và phụ huynh, gia đình họ tự sắp xếp với nhau, chúng ta có nhà nước có cần phải can thiệp hay không? Nhiều nội dung rất là không rõ ràng. Ví dụ như là trong cái thủ tục là phải có nộp cái gọi là văn bản thẩm định của cơ quan liên quan. Thế thì cơ quan liên quan ở đây là ai? Tôi đọc xong nghị định tôi không rõ. Và thẩm định nội dung gì tôi cũng không rõ là thẩm định nội dung gì. Thế thì cái này là một cái rất là mù mờ và là một không gian cho sự nhũng nhiễu. Rõ ràng doanh nghiệp là những người hiểu rõ nhất mình đang vướng mắc ở đâu và mình cần gì. Do vậy, việc lắng nghe những phản hồi của doanh nghiệp là thực sự cần thiết. Vâng, đúng như phóng sự tổng hợp ở trên chúng tôi đã đề cập, doanh nghiệp là những người hiểu rõ nhất mình đang vướng mắc ở đâu và mình cần gì. Do vậy, việc lắng nghe những phản hồi của doanh nghiệp là thực sự cần thiết. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục có tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh ban đầu là 212 điều kiện. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt bỏ, cắt giảm là 81 điều kiện, chiếm 38,2%. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị đơn giản hóa là 29 điều kiện, chiếm 13,7%. Tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa là 110 điều kiện, chiếm 51,9%. Cụ thể, sau khi lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh trong phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ví dụ, với điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập, cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. 1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bộ đề nghị bỏ vì theo quy định của luật quy hoạch năm 2017 thì không còn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non. 2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ điều kiện về nội dung đề án vì đã được quy định rất cụ thể trong thành phần hồ sơ thành lập tại điểm B khoản 2 điều 4 nghị định 46. Hay như điều kiện về trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục. 1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bỏ điều kiện về quyết định thành lập vì không cần thiết. Việc có quyết định thành lập hay không, cơ quan cho phép hoạt động phải biết, chính là cơ quan trình cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập, cho phép thành lập. 2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Cụ thể, A. Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ đến trường, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ điều kiện được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường tại điểm A khoản 2 vì khó để xác định trên thực tế. Ngoài ra, nên để nhà đầu tư được lựa chọn địa điểm xây dựng trường phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Đó chỉ là số ít những ví dụ về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, phương án cắt giảm này lại không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia. Tôi thấy rằng vẫn rất nhiều điều cần phải tiếp tục có thể sửa đổi để mà làm tạo ra một cái khung khổ pháp lý về kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nó tốt hơn. Tôi đánh giá là cái hai nghị định và cũng như phương án sửa hai nghị định này thì vẫn chưa thể hiện cái tinh thần gọi là tinh thần kiến tạo mà Thủ tướng Chính phủ đây đề ra trong thời gian gần đây, tức là nó vẫn còn tồn tại những cái quy định tạo ra những cái chi phí không cần thiết, không hợp lý và tạo ra những gánh nặng xã hội như mọi người cũng đang vừa nghe theo kinh nghiệm trao đổi của các cơ sở giáo dục thì rất nhiều quy định nó không có tác thực tiễn mà chỉ khiến cho các trường đối phó và tạo ra những chi phí, trong khi đó cái thực sự mà chúng ta quan tâm đến là cái chất lượng giáo dục rồi cái an toàn cho trẻ thì chúng ta không thấy một cái dấu hiệu nào là có thể đảm bảo được hoặc nâng cao được cái những cái tiêu chí, những cái vấn đề chúng ta thực sự quan tâm như vậy. Rõ ràng việc lắng nghe doanh nghiệp là cực kỳ cần thiết, bởi doanh nghiệp mới là người hiểu rõ nhất
mình đang vướng mắc ở đâu. Bản chất của chúng tôi là những trường tư thục, mà nếu đã là những trường tư thục thì cái nguồn ngân sách hoạt động của chúng tôi không đến từ phía nhà nước, cho nên là tài chính chúng tôi đã tự chủ thì hãy để chúng tôi tự chủ về mặt chương trình. Và nếu như mà nhà nước lại đang đưa ra một cái hướng quản lý rằng là tài chính thì doanh nghiệp tự chủ nhưng chương trình thì nhà nước lại quản lý, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cái bài toán mang tính chất như chị nói là lách luật. Bởi vì sao ạ? Khi mình là doanh nghiệp mình phải có trách nhiệm với khối tài sản mà mình đã đem ra, thì rõ ràng là khối tài sản đó là đáp ứng với nhu cầu của thị trường, nhưng cái nhu cầu của thị trường đấy lại phải chịu ràng buộc trong khung quản lý của nhà nước, thì thực sự là chúng tôi sẽ phải có những cách ứng xử cho nó linh hoạt. Trong quá trình thực hiện thực tế thì chúng tôi cũng gặp thêm một số những cái điều kiện, nó đến từ cách hiểu và áp dụng luật, nên chúng tôi cũng mong muốn là khi ban hành cái việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có những cái giám sát việc áp dụng cái việc cắt giảm này đến đâu. Chính cái việc giám sát cái việc áp dụng cắt giảm này chính là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Trong cái luật rà soát này thì tôi thấy là mặc dù nó đáp ứng được cái con số 50% so với chính phủ quy định, nhưng mà thực ra chúng ta có thể làm hơn nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta có thể tranh thủ đợt này cùng làm một đợt sửa hai cái nghị định này. Chúng ta có thể cố lên và sửa nhiều hơn nữa để tạo ra một cái khung khổ pháp lý nó thuận lợi hơn rất nhiều. Phần cuối của chương trình, như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Hoàng Thu Hà ở Cần Thơ gửi thư về chương trình và hỏi: Xin chào luật sư, công ty tôi hiện nay muốn bổ sung thêm ngành nghề mua bán trang thiết bị y tế. Vậy chúng tôi cần những giấy tờ và thủ tục gì để bổ sung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế? Mong luật sư giải đáp giúp. Cảm ơn bạn Trần Hà. Ngành nghề mua bán trang thiết bị y tế là ngành nghề có điều kiện. Và để bổ sung thêm ngành nghề trang thiết bị y tế, đầu tiên bạn phải bổ sung thêm ngành nghề vào đăng ký kinh doanh của bạn. Không biết, bạn cũng không nói rõ là trong đăng ký kinh doanh của bạn đã có ngành nghề này hay chưa. Nếu chưa có ngành nghề này thì bạn phải gửi thông báo đến Sở Kế hoạch Đầu tư, thông báo về việc bổ sung thêm ngành nghề. Và kèm theo thông báo, bạn cũng phải có biên bản họp của doanh nghiệp, đồng thời là phải có quyết định của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Và trong nội dung thông báo về thay đổi đăng ký kinh doanh, bạn phải nói rõ là thay đổi điều lệ bổ sung thêm ngành nghề về trang thiết bị y tế. Sau khi bạn bổ sung thêm ngành nghề, bạn phải liên hệ với Sở Y tế để xin cấp phép về lĩnh vực mua bán trang thiết bị y tế. Sau khi Sở Y tế xem xét hồ sơ của bạn, nếu hồ sơ của bạn đầy đủ các cái điều kiện và hồ sơ của bạn hợp lệ thì Sở Y tế sẽ cấp phép cho bạn về ngành nghề trang thiết bị. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.